Tôi biết qua cái bò bóp này bà cũng linh thiêng lắm. Ô bích bắn ngàn muôn trái chứ không phải là một trái hai trái, bắn từ trên miên mà bắn xuống muốn sập cái bờ này đó. Theo đó nó bắn ở trong này là chết hết trơn rồi, mà nó bắn cái dọc cái đường đó mà dân chúng đi vô là không có ai bị thương, không có ai bị giết gì hết trơn. Đi ngay cái đường dưới bà đó, đi thẳng xuống dưới hồ đá mà trốn đi luôn ra đồng đó. Yeah. Tôi thấy có cái đó cũng có cái linh nghiệm lắm. Ở đó, trước cửa nó có cái cửa bự lắm mà giả chán kiểu ở dưới không hà. Ừ. Chán kiểu ở dưới cái cửa đó nó ở dưới mấy bờ hồ nha. Dạ. Thì bây giờ cất cái tháp lên mà ở giữa hồ đó. Dạ. Ngay trận đâu đó đó có cái cửa rồi mình lại mình mượn á, dân trong làng nó đợi mượn chén về đám giỗ đám tiệc gì đó hay đám cưới gì đó, giọng chuông. Dạ. Lên gian trái là ở dưới mở cửa ra. Có đêm đó sau tôi xuống cái tôi đi ngang qua đó gặp ba con đi qua dòng tới bên kia, ba con không có đâm cá nào ra nha. Đâm qua đó rồi tôi đi ra ngoài bưng đó, bưng coi. Dạ. Nhỏ em nó đi cũng đi theo, nó cũng gặp Iran vậy nữa. Rồi hai anh em tôi từ đó tới giờ không có lợi soi cá vô trong đó dám gì nữa. Của bà tôi thôi tôi không có lợi nữa. Vâng anh, thì Quỳnh Tân cũng có đi đến một cái tuyến đường ở cái đường Nửa Bò Mốp này. Thưa cô chú anh chị, thì đến đây á, thì Quỳnh Tân có được biết đến nhà của bác Hai. Thì nơi đây bác Hai cũng là người đã từng sinh sống cố cụ ở nơi đây. Thì đến đây thì Quỳnh Tân cũng có trò chuyện với bác Hai hồi sớm một khoảng thời gian, thì cũng nghe bác Hai có biết về những cái câu chuyện linh thiêng của bà ở nơi đây. Và những cái câu chuyện hết sức là ly kỳ, thì Quỳnh Tân mời cô bác mình cùng với Quỳnh Tân sẽ đi vào bên trong tiếp tục trên cái cuộc tìm hiểu về những cái câu chuyện linh thiêng của bà ở nơi đây thưa quý vị. Của bà Mốp. Dạ, con chào bác Hai. Dạ. Dạ, ông cho con hỏi ông năm nay nhiêu tuổi thưa ông? 80. Ồ, 80. Dạ. 80 con nhìn trẻ quá. Dạ. 80 tuổi. Ông ơi, thì con trước giờ con cũng có tìm hiểu về một số cái câu chuyện của miễu bầu mớp ở. Yeah. Dưới đó thưa ông, thì con cũng có thấy một cái số lượng người dân đi về ở cái miếu bà hàng năm thì rất là đông và nhiều, nhưng mà về cái câu chuyện vấn đề về của bà rất là linh thiêng, bà đã giúp đỡ người dân thì con cũng chưa có được biết rõ lắm. Thì hôm nay con đến đây cũng nhờ ông Hai sẽ có đôi lời chia sẻ với con cũng như cho bà con ở gần xa được biết đến một số cái câu chuyện mà linh thiêng mà ông Hai từng biết. Ở chuyến đường này á, là bây giờ nói lên cho chú biết mà không? Dạ. À, từ cái miếu bò mớp á, lại xuống đây là cái này là ấp sơn tây một nha, nó đầu dưới nó có là để đó. Dạ. À, cái này á. À, tôi sống ở đây là tới 80 tuổi rồi đó. Từ cái là ai đi đâu đi mà tôi thì tôi sống ở đây đó. Yeah. Tôi biết qua cái bò bóp này bà cũng linh thiêng lắm. Ô bích bắn ngàn muôn trái chứ không phải là một trái hai trái, bắn từ trên miên mà bắn xuống muốn sập cái bờ này đó. Theo đó nó bắn ở trong này là chết hết trơn rồi, mà nó bắn cái dọc cái đường đó mà dân chúng đi vô là không có ai bị thương, không có ai bị giết gì hết trơn. Đi ngay cái đường dưới bà đó, đi thẳng xuống dưới hồ đá mà trốn đi luôn ra đồng đó. Yeah. Tôi thấy có cái đó cũng có cái linh nghiệm lắm. Dạ. 250 tiên mà ở trên bào cò ba ca bào cò ở trên miên trên mà nó bắn xuống đây á. Là cái giai đoạn đó là giai đoạn chiến tranh ngày trước của Việt Chiết Cam đó hả ông? Cái đó là Campuchia đó. Dạ, Campuchia. Dạ. Nhưng Campuchia mà nó xâm lược xuống, nó quánh ra xuống cầu sắt, nó mới đốt ra cháy cái hàng nhà của tôi bị cháy nhà ngoài cầu sắt á. À, dạ. Cái hàng nhà ngoài cầu sắt bị cháy. Nó sao nó quấn xuống đó rồi nó mới xâm vô, nó sao nó mới đốt cái xóm nhà cầu sắt lên một xóm, nó cháy cũng đâu mấy chục cái. Dạ. Bởi vậy là cái lúc mà pháo vô thì chỉ có ấy trúng được cái ống khói chỗ cái ngôi miếu của bà thôi, chứ là không bao giờ lọt vô được trong miếu bà hay không? Ừ, đi răng mà dân chúng đều đi xe chạy khắp cái đường đó đó, đi ở đường đó, đi hồi đó đi mé dưới đường. Dạ. Xe bò mà. Dạ. Ta đi khích người ta đó, tôi nói là
chết hết chứ không có nói ai hay vậy. Mà bắn xong rồi bắn ngoài xong ngoài mé bị vậy, trừ như là cây đồ nó ngã bánh chành nhờ mình đi hết trơn rồi mấy ông bắn bành xuống đó bắn xuống đập cái đường đó đó, cây đồ ngã đập đường hết trơn, người chúng mình không có sao trơn, nhờ cũng từ bà độ hay gì đi khỏi được qua hết trơn, không ai bị thương bị giết gì hết trơn. Cái đó con nghĩ là do cái sự linh nghiệm của bà. Dạ, thì đi được cái đường đó thì mình tính tin ngưỡng là phải linh nghiệm của bà rồi đó. Dạ. Nếu mà bà trẻ mà ngoài bưng này nó ngoài đó nó chừng đâu chừng trăm thước rồi bắn vô đây lọt ngay trên cái đường này thì chết hết trơn không còn mẹ gì hết. Dạ. Thì chắc cũng con nghĩ là do bà cũng khiến gì đó cho nó tính sai cái vấn đề về nó cho để cho nó bắn chặt một tí thôi. Vẫn có dân chúng mình đó. Nó ngay chiến tranh rồi Campuchia đổ ở dưới ấy rồi bắn chết rồi ở đâu chứ nó ngay bắn dưới Chi Lăng rồi bắn lên rồi chỉ có cái trũng nhà khói bà thôi chứ còn ở đây dân chúng rồi không có ai bị thương bị chết gì chứ. Dạ. Cũng đỡ nhờ cũng bà cũng đổ ông ơi. Rồi dạ thưa ông, thì hồi xưa thưa ông thì cái lúc còn trẻ thì ông cũng có từng biết đến bà là có nhiều cái chị lên thiên gì nữa không? Hồi xưa là bị cái gì bà đất đó thanh tịnh rồi tôi cũng về tới vía rồi đi lại thăm viếng bà rồi vui vẻ chơi đâu có ai mà gầy gà gì ai mà ấy gì đâu mà ấy cũng êm tịnh lắm. Hồi đó tôi có câu đó rồi tôi từ đó tới sau là ba con rắn này đó là tôi đi rồi có nhỏ em. Ủa thưa ông, ba con rắn là sao không? Con rắn cái thứ lại con rắn mấy gặm cái thứ mà nó phăng rắn phăng đen đấy. Ủa là câu chuyện như thế nào ông có thể kể cho cô bác được nghe đi ta đi soi cá đi soi còn đêm á. Dạ. Xuống đó sau có đêm đó sau tôi xuống cái tôi đi ngang qua đó gặp ba con đi qua vòng tới bên kia ba con không có đâm cá nào ra nha đâm qua đó đầu tôi đi ra ngoài bưng bưng soi nhỏ em nó đi cũng đi theo nó cũng gặp Iran vậy nữa rồi hai anh em tôi từ đó tới không có lại soi cá đi trong đó dám gì nữa của bà tôi thôi tôi không có lợi nữa. Thôi là chắc đó là ông đã sợ, ông đã có cái suy nghĩ như thế nào. Dạ. ông không lại nữa thưa ông. Suy nghĩ mình đã thấy cái này của bà nuôi hay là bà không cho mình vô đây để mà cho những cái vật cát cá của bà nữa. Mình để cái lương tâm mình đã, mình sống ở đây mình đã biết bà cũng có linh kiên vậy rồi. Dạ. Thì mình có giấy gian vô hồi lúc tôi câu cá rồi đó thì tôi cũng có giấy gian chỗ nào của bà thì bà giữ ra. Dạ. Chỗ nào của tôi rồi tôi bắt đó. Dạ. Thì nó ngay cũng bình yên rồi chứ sao tát lên rồi khô càng cái cá nó nằm dùng dùng đó mà tôi đi soi vô cũng mấy lần soi cũng không có gì mà có lần đó xong gặp ba bốn ông rồi thôi tôi nghỉ luôn. Rồi tôi có nhỏ em tôi em rủ cũng đi theo. Dạ. Có nói trời Phật ơi mày có gặp gì không? Hai Phật ơi tôi gặp đụng một con ở trên giáp với bên đất vườn của ông giáp với ông Hai Hỷ con nó gần bận bắp chân nhà ông nội thôi. Rồi từ đó tới sao tôi không vô anh hai cái đó là kêu là máy gầm hả thưa ông? Máy gầm rắn cái thứ là lại khoan khoan vàng khoan đen đó. Dạ. Còn cái con rắn nghiệp đó nó là lại cái con rắn hổ sơn đó, nó là lại nó là khoan trắng khoan đen. Dạ. Còn cái con rắn máy gầm thì khoan vàng khoan trắng ố khoan vàng khoan đen. Dạ. Đó tôi với chú Tư á hồi mới chưa có khai thác đâu. Dạ. Rồi tới gần ngày mình khai thác cá bắt cá đó. Dạ. Thì tôi có tôi với chú Tư tôi mới vô đốt nhang lên vọng chuông lên giái bà cái nào của bà thì bà giữ nha còn cái nào của tôi thì tôi bắt là mỗi năm lễ đó thì chú Tư đó, mỗi năm nào lễ bà ta cũng cúng con heo vì là người ta trái cúng người ta ăn cá đó. Dạ. hai chú cháu tôi mới câu bỏ tôi câu đó cũng cỡ đâu cũng mười mấy ngày 20 ngày gì đó tôi bán được 7.000 đấy cá đó chỉ có 2 đồng tôi câu có 2 đồng một ký thôi cần câu một lưỡi một à câu nhấp đó người ta kêu câu nhấp đó. Là câu cái dạng câu cá lóc đó ha câu cá lóc đó câu nhấp đó nó có lưỡi màu ha. Dạ. Câu như vậy thì trong lúc đó thì ông câu như vậy là có cá của bà giữ là như thế nào không? Rồi cá của không phải của nó của bà thì mình câu dính hay là sao nữa mình giấy cái đó là cũng như là cái cửa của bà này
Dạ. Rồi mấy ông già bà cả người ta nói cái chỗ này linh thiêng lắm. Dạ. Thì bây giờ mình đợi mình thả cá xuống rồi, bây giờ cá là mình bắt là phải giờ lại ngay cái cửa bà này mình giăng giấy nè. Dạ. Mình vô bà giăng giấy lại chỗ nào câu mà bà không cho thì tôi có xuống chạy ngay chân cái đầu tôi nói là hình thật có xuống ngay chân cái đầu cửa miễu bà tôi giật ba cái là hai tôi đứt ha, gãy hai lưỡi một lưỡi đứt luôn. Rồi là tôi nghĩ luôn lại không là còn lại chỗ dùng nó ăn mà tôi đi chỗ khác đi gặp mấy vòng vòng ngoài đó chỗ khác nhưng mà cũng vẫn nằm ở trong cái hồ đó cũng trong hồ đó nhưng mà tôi đi chỗ khác mà không có sao. Thôi tính ra cái hồ đó theo như con được biết thì cái hồ đó không có lớn chứ không mà tại sao lại đi chỗ đi cái chỗ khác thì lại nó lại không bị hả? Đúng là cái điều đó cái nó điều khó đó lý là giải linh thiêng của bà đó. Dạ. Nghe mấy ông già bà cả nó hồi xưa đó. Dạ. Khi khác không có ai thả cá mà cá bụng cá rụ nó tát nghe ầm ầm mà người tát lên là không có gì hết. Ủa tát lên là không thấy cá nhưng mà không cá tát thì thấy. Đó hồi khi khai thác bào mốt đó ha. Là chính tôi vợ tớ xuống rước cả mà mấy ông thầy cá mà coi cá mà ở giữa ở ngoài ngoài bưng rồi mấy ông ngọn rạch đồ mấy ông chuyên nghiệp là thực tác cá địa đó ha. Tao phép lỗ ta xuống ta quay đàng hoàng thực tế ta nói cá này chắc dữ lắm mấy hết trơn cái chỗ cái làng này mà mấy ông lớn lớn già đó người ta lại người ta đăng ký xin dỡ lên đằng tác cá. Đúng mà tát lên rồi thùng để cho mày 20-30 cả 50-70 cái thùng mà chớ thùng cá ngang mà chớ có con gì chân đủ mà một thùng có chưa được chi ăn ông được 2-3 con. Ủa sao có cái điều gì lạ vậy ông? Vậy đó mẹ nói nè. Vậy là các con nghĩ là do cái số lượng cá mà khi mình lúc đầu tiên á mình xuống mình thấy á là cái lượng cá đó là lượng cá của bà. Của bà. Dạ cho nên bà khi mà tát xong thì của bà lấy bà giữ hết rồi bà không theo, cho mình bắt. Theo hồi xưa nói luôn cái chích cho chúng nghe đó là hồi xưa đó mấy ông già bà cả mà hồi mới đó ở đó trước cửa nó có cái cửa bự lắm mà giá chán kiểu ở dưới không hà. Chán kiểu ở dưới cái cửa đó nó ở dưới mấy bờ hồ nghe. Dạ. Thì bây giờ cất cái tháp lên mà ở giữa hồ đó. Dạ. Ngay trận đâu đó đó có cái cửa rồi mình lại mình mượn á dân tình trong làng lại mượn chén về đám giỗ đám tiệc gì đó ha đám cưới gì đó dậm chuông lên giang trái ở dưới mở cửa ra. Ôi là chính là bà ngoại tôi bà nói rõ ràng ha. Trời ơi. mở cửa ra rồi mượn gì à rồi sao dân tình mình có người tham lam đấy lấy chén cổ kiểu rồi lấy rồi đổ chén sành chén này chén kia lại xong rồi đóng cửa mất luôn. Dạ. Yeah. Là cái đó là tôi hiểu biết là tôi hỏi bà ngoại tôi rõ ràng á. Ủa có nghĩa là ngày xưa là lúc mà do cái người dân mình tham á không? Lấy rồi cái sau đó bà giận bà đóng cửa lại. Ồ. Đóng cửa lại là không có ai mượn được nữa, không ai gian giấy chuông bởi gì mở trên. Cái nói cái bà ngoại tôi hồi trước á bà mù. Dạ. Rồi bà vô bà ở nhà gần sát bên á. Dạ. Mình muốn đám giỗ đám tiệc gì hay đám cưới gì lại gian giấy bà giọng chuông rồi gian giấy bà cho tôi mượn bao nhiêu rồi mở cửa ra cũng lấy cái gì à. Rồi sau này bà ngoại tôi nó lấy rồi cái người mình có tính cách tham gian người thấy chén kiểu của bà mà đâu phải kiểu thượng đâu. Dạ. Rồi lấy tốt rồi đổ cái thứ xấu rồi đổ này kia kiểu dòng kiểu giả rồi này kia sao quá đóng cửa lại luôn. Dạ. Yeah. Không có khai thác được cái đó con nghĩ là mình chỉ qua mắt được người thế gian thôi còn bà là thuộc cái dạng bà của bà mà của bà mà nhân là bà biết hết rồi đấy thưa. Cái bà đã đổ mình mà bà giữ tình dân chúng bà trong làng này thì bây giờ cái này đó là bà lợi dân chúng trong làng bởi vì bà mới kinh dân làng mình tốt đụng mới lợi dân giấy bà mới mở cửa ra. Yeah. Mở cửa ra mới dân giấy rồi đàng hoàng mở cửa ra mình lấy chén vô mới cánh về nhà làm ăn. Yeah. Làm đám làm tiệc lấy ra đổi đó là cái đó là bà ngoại tôi nói rõ ràng luôn. Yeah. Rồi sao mất luôn không còn nữa là cái khoảng thời gian đó thưa ông là cái khoảng thời gian cái câu chuyện về cái mình người dân mượn chén của bà là tầm khoảng thập niên mấy thưa ông? Cái đó được phải trong thời cuộc đó nó chắc chưa có cái hồi trước đó mình nói giả tỷ năm đúng
đâu hồi năm 74 gì đâu mà chưa có chiến tranh nữa mà. Dạ. Trong làng này chỉ là ông lính làng hay này kia để thôi, có một hả, đâu có, đâu có tới hai ba cái đầu, hai ba cái mối nhợ vậy. Dạ. Đó thì hồi đợi đó u minh lắm, chú lại đây chú ở xa chú không dám vô luôn. Ừ. Đất địa đây nè. Dạ. Trời thật cứ rừng cây chú đưa vô rồi. Bằng đêm với chú đi ngay theo đường xe này chú thấy tay chú đụng đưa tay trước vậy chú đụng còn không thấy người. À, trời ơi. Thật ơi. Phải dễ đâu. Ủa như vậy là ngày xưa con nghe nói là cái vùng đất này á là hình như là cũng là do Đức Phật Thầy Tây An là người để khai thác cũng như là khai phá khai lâm ở khu này đó không? Chú vô đó cái đó là chùa Phật trong đất. Dạ. Chùa Phật trong này chút nè. Dạ. Trong cái hộ đồng xã, ủa trong cái xã Thái Sơn trong đó. Dạ. Có ở trên có cái chùa đó chùa của Phật Thầy đó. Dạ. Là ngày xưa là cái lúc đó là do Đức Phật Thầy đến đây để khai lâm mà. Khai thác đó đúng bởi đây. Dạ. Đây xuống Phước Điền rồi đó. Dạ. Bởi ra có trâu sấm trâu xét rồi đó. Dạ. Rồi đó nó về khu Phước Điền rồi. Phước. Dạ. Điền nó cũng có cái trại ruộng của Đức Thầy trước. Dạ. Rồi đó. Thì trở lại cái câu chuyện về bào mớp á thưa ông. Thì ngày xưa là con không biết như thế nào mà lại đặt cái tên là bào mớp dạ thưa ông. Cái bào này tôi chỉ là tôi lớn lên là ổ tôi vừa biết người là tôi có cái bào này rồi. Ồ vậy là cái bào này đã có từ thời xa xưa thế hả? Dạ thời xa xưa nào á. Dạ. Tức là bà già bà cả bà ngoại tôi là bà cũng bao nhiêu năm nay là bà mấy trăm tuổi rồi đó mà cái là bà chẳng có cái bào mớp này rồi. Ồ vậy là chắc là lâu. Cái bào này của thiên nhiên. Dạ. Của trời đỉnh hay cái gì thưa ông, thì cái bào như vậy có đã thời xa xưa như vậy thì con cũng được biết là ở ngoài núi Sam thì có một cái miếu bà chúa xứ. Miếu bà chúa. Dạ. Xứ núi Sam. Còn ở đây thì có miếu bào mớp trong cái nhà kinh phát biểu trong cái nhà mà thảo cổ đó, nó nói là ở ngoài là bà đó là chị bà này chị hay bà ngoại chị gì hai bà này. À vậy là có nghĩa là giữa bà chú xứ núi Sam và bà này là chị mớp em, là hai chị em. Ừ. Ồ. Như vậy là có chắc cũng lâu đời lắm ha. Lâu lắm. Mình tới cấp đời tôi là 80 tuổi rồi tôi có cái khi có cái miễu này có cái bà cái bào này rồi. Dạ. Cái bào này hồi trước á. Dạ. Tôi cấp tôi nhỏ. Tôi xuống mà dưới cái bào đó mà tôi xuống đó mà tôi tắm bò. Ui. Mà cá ngoài nó chạy giận sống vô mẹ rồi chạy lên bờ đó ông nội. Ông sợ vậy đó. Ghê không? Mà cái chuyện tác lên không có gì đâu. Trời ơi. Nó có cái bí ẩn vậy chú thấy không? Nó chú biết vậy đó. Không, cái tại vì con cũng đi làm về nhiều cái câu chuyện tâm linh này không? Dạ. Nó có những cái câu chuyện á là thật sự ra mình không thể nào mà mình lý giải được cái điều đó. Không giải được đó. Không. Dạ. Cái này là chỉ là âm thầm cái này đời của trời Phật. Dạ. Đã sanh ra cái này. Dạ. Thì chỉ biết mình biết vậy là bởi vậy mình mấy chú mà cất miễu bà rồi mình. Dạ. Niệm trời niệm Phật là cái chỗ này cũng trời Phật sắp ra cho mình. Dạ. Tu hiền miễn bớt nghe. Dạ. Chú cái này tu hiền đợi đặng mà sống mà coi đời chơi. Dạ. Chứ nói chuyện đời nó giam hiểm nó còn cái miễu bà này thì chú đừng có phải tôi đợi tôi là 80 tuổi mà tôi chưa có biết cái chỗ chưa hầu tôi lớn lên là tôi biết cái miễu này rồi. Ồ. Dạ. Biết cái bờ mớp này rồi. Dạ. Mà tới bây giờ đó. Thôi chắc có lẽ là con nghĩ là có cũng tại vì con nghe ông kể là có từ hồi cái thời là bà ngoại là đã có rồi. Bà có rồi trên mấy trăm năm rồi. Dạ. Thì con cũng cảm ơn luôn ông hai ơi. Dạ. Thì sớm giờ con cũng nghe được ông hai kể về nhiều cái câu chuyện linh thiêng của bà đối với người dân ở xung quanh. Thì con cũng cảm ơn ông hai đã nhấn chút một khoảng thời gian ngắn của mình ra, khoảng thời gian quý báu của mình để chia sẻ cho con đây được biết, cũng như là cô bác ở gần xa được biết đến cái câu chuyện linh thiêng của bà. Dạ.
Thì con cũng chúc cho ông hai có được một cái sức khỏe dồi dào và luôn luôn là tươi trẻ và mạnh khỏe. Dạ con cảm ơn ông hai. Vâng, thì Quỳnh Tân cũng tạm ngưng cái video mình tại đây thưa cô bác. Thì Quỳnh Tân hẹn bà con mình ở những cái video khám phá những cái buổi tâm linh cũng như là những cái câu chuyện tâm linh như thế này tiếp tục luôn ạ.